Bạn ơi, gì hôm Nguyên nay đây? Bạn còn làm clip không cho tớ ăn, mời tớ đói quá. Bạn Nguyên đây, đây này, ăn cái này này bạn này. Hôm nay tớ nóng lắm, tớ chả có làm clip đâu bạn Nguyên ạ. Hay chúng mình làm cái bể bơi đi, tắm cho nó mát. Làm clip bể bơi á? Ừ. Ngày nào cũng làm nhàm chán bạn Nguyên ạ, không có ai xem đâu. Nhàm chán gì, chúng mình phải biết sáng tạo một tí chứ. Nhà bạn, tớ thấy nhà bạn có cái lốp xe ô tô to tướng, hay chúng mình cắt ra làm bể bơi đi. À, hay đấy. Các bạn ơi, bạn Nguyên vừa mình nghĩ cho mình một cái ý tưởng các bạn ạ. Có nghĩa là nhà mình có cái lốp ô tô các bạn nhá. Bây giờ bọn mình sẽ bỏ ra làm cái bể bơi có thể nói là đẳng cấp và chất độc nhất vô nhị ở Việt Nam các bạn nhờ. Thế bạn Nguyên tắm bằng bể bơi bằng lốp ô tô rồi chưa? Chưa, tớ nghĩ tắm cái đấy thích lắm bạn ạ. Rồi, các bạn ơi, bể bơi bằng làm bằng lốp ô tô thì nó chất rồi các bạn nhờ. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình với Nguyên sẽ làm cái bể bơi bằng lốp ô tô siêu to khổng lồ để tắm cho giải nhiệt mùa hè này các bạn nhá. Đấy, sau đó bọn mình sẽ làm bữa tiệc xúc xích các bạn ạ, ăn cho nó sảng khoái các bạn nhá. Thì bây giờ về làm luôn nhá. Về làm luôn. Let's go. Các bạn ơi, đấy, hôm nay các bạn ạ, Nguyên bảo mình phá cái lốp này đi để làm bể bơi các bạn ạ. Đấy, bây giờ các bạn ơi, cái bể bơi cái lốp này thì mình cũng vứt xóa lâu rồi các bạn ạ. Cho nên là hôm nay các bạn nhá, bọn mình sẽ sáng tạo phá cái lốp này ra để làm cái bể bơi các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay xem bạn Hưng bạn sáng tạo như nào, xem một thành bể bơi không nhá các bạn nhá. Đấy thì các bạn ơi, chắc chắn là các bạn chưa tắm bể bơi bằng lốp xe đúng không? Đấy, chỉ có Hưng Vlog với lại Nguyên Ngọc được tắm bể bơi bằng lốp xe thôi các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, các bạn nhìn này, lốp xe này cao đúng bằng Nguyên Ngọc luôn các bạn nhìn chưa? Đấy, thì các bạn ơi, cái lốp này các bạn ạ, cắt nó khó lắm các bạn nhá. Cho nên là mình phải nhờ anh của mình cắt cho mình cái lốp này các bạn ạ. Cắt vùng tròn đây các bạn này. Đấy, vùng tròn đây. Sau đó mình sẽ vá ở bên này vào các bạn ạ. Sau đó mình sẽ đi sơn xanh cái lốp này cho nó giống màu nước biển các bạn nhá. Đấy, để tắm cho nó đã các bạn ạ. Nguyên tắm bằng bể bơi bằng lốp xe là chưa? Tôi chưa tắm bao giờ, tôi chưa nhìn thấy ở đâu có bể bơi lốp xe ô tô ấy. Đấy, duy nhất chỉ có nhà Hưng Vlog có các bạn ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi cắt cái lốp xe này ra các bạn nhá. Dựng ra. Wow. Mình cắt nha. Ui. Giao sắc thật đấy các bạn ạ. Ghê chưa? Mình không nghĩ là cắt được các bạn ạ. Đấy, cái này mà thụt vào chim của Nguyên thì đứt luôn đấy các bạn ạ. Wow. Ai da, rất khéo các bạn ạ. Mình phải ngồi sang bên này các bạn ạ. Cắt ra nó lứt ra cho tí, các anh lại nhắm lên rồi xong là lại cắt các bạn ạ. Các bạn ạ. Wow. Gọt lướt các bạn ạ. Lần này nghe về sắc hơn lần trước các bạn. Đấy các bạn nghe gì chưa? Đấy, người ta chưa cắt lốp thì người ta sẽ cắt được các bạn ạ. Mình mà không chưa cắt lốp thì không cắt được các bạn nha. Wow. Ui. Wow. Được rồi các bạn ơi. Khỏe này, to đấy các bạn ạ. Trông thế này thôi nhưng mà to đấy các bạn ạ. Bên trong hơi bẩn nhá. Bây giờ mình sẽ phải đi rửa ráy sạch sẽ các bạn ạ. Các bạn ơi, mình phải rửa sạch sẽ bên trong đi các bạn nhá, để tí bơm nước vào cho nó sạch các bạn ạ. Tắm cho nó thích các bạn nhá. Đấy, bạn Nguyên đánh đi. Đấy, đánh sẽ sạch sẽ đi các bạn ạ. Cái lốp này các bạn ạ. Đấy, mình đánh rửa, mình đánh sạch sẽ đi, sau đó mình sẽ đi sơn các bạn nhá. Sau đó mình sẽ bịt ở chỗ này các bạn này. Đấy, bịt chỗ này hai cả cái chỗ này nữa để cho nước nó chảy ra các bạn nhá. Các bạn ơi, đấy cái lốp xe của mình đấy các bạn nhìn này. Bọn mình đã làm sạch sẽ hết rồi các bạn nhá. Bây giờ các bạn ạ, bây giờ mình quét keo vào xong mình dán bạt vào nhá các đấy, bạn nhá. Cái chỗ này nó hở bạn này, tí bơm nước vào nó chảy ra các bạn nhá. Nguyên quét keo vào. Bây giờ mình quét keo này. Đấy, bọn mình phải lắp keo con chó các bạn ạ. Đấy, đều vào. Kéo kéo thừa ra ngoài, rớt ra ngoài kìa. Bí keo. Xong chưa bạn Nguyên ơi? Xong rồi. Rồi bạn đi ra để tớ dán vào.
Đấy các bạn ạ, bây giờ sẽ cho cái miếng này vào để dán nó vào các bạn nhá. Đấy, cho nó thừa ra các bạn ạ, tí nhẵn vào. Đụng keo em ạ. Cứ đóng gì à, sao mà đóng keo các bạn. Đây được rồi các bạn nhá, có cái chỗ này nữa nó hở các bạn nhìn chưa. Bây giờ mình sẽ đi dán tiếp chỗ này vào các bạn ạ. Sau đó mình sẽ đi sơn màu xanh để cho nó giống cái lại màu nước biển các bạn ạ. Tắm cho nó thoải mái, nó sạch sẽ các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, mình đã đóng cố định ở đây các bạn nhá. Nước không thể là ra nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ lăn ra mình sẽ biến đổi cái lốp này các bạn ạ thành màu xanh nước biển các bạn nhá. Tắm kiểu như mình tắm ở bãi biển các bạn ạ. Đấy, ok. Các bạn ơi, bọn mình làm xong rồi các bạn nhá. Đã dán keo rồi, sơn bên trong màu xanh rồi các bạn nhìn này. Thành lên luôn các bạn rồi các bạn chưa? Đấy. Thì bây giờ mình rửa qua sau đó là mình sẽ tắm các bạn nhá. Tôi rất là tắm các bạn ạ. Như này cái bể bơi này có chất không? Chất mà luôn. Đấy, quá chất đúng không? Rồi. Cái thằng này hấp ra bên kia. Màu thái. Yeah. Rồi, lật lại. Nhưng mình tưởng nó nổ các bạn ạ. Đấy. Mình bơm nước vào các bạn nha. Cho nó mát các bạn ạ. Các bạn ơi, bể bơi bằng lốp ô tô là mới chất các bạn ạ. Đấy, chẳng ở đâu có cái bể bơi bằng lốp ô tô các bạn ạ. Hôm nay mình mới bắt đầu sẽ ngâm người đến tối luôn các bạn. Đấy, ạ. Tắm bể bơi bằng lốp ô tô là mới đẳng cấp các bạn ạ. Một lúc nữa là đầy nước các bạn nhé. Wow, các bạn ơi, đầy rồi các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi, thoải mái lắm các bạn ạ. Đã lắm các bạn ơi. Wow. Bài bơi bằng lốp ô tô bạn ạ, chất các bạn ơi. Bạn Nguyên ơi. Đây, bạn Nguyên ơi. Mát thế. Mát lắm bạn Nguyên ơi. Lạnh lắm các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Các bạn ở trong rất mát không đây. Các bạn nhìn chưa? Quá chất các bạn ạ. Mát lên nhỉ. Đã bạn Nguyên nhỉ. Đúng rồi. Hùng bi bạn Nguyên ơi. Hùng bi bạn Nguyên ơi. Đấy. Wow. Đã nhỉ? Đã quá. Đấy các bạn ơi, bẻ bơi bằng lốp xe này các bạn ạ. Nó có bền, nó có lợi bền vững các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn nhìn chưa? Nó dày ra tận đây các bạn nhỉ. Đấy. Các bạn ơi, cái lúc này tầm chia trả được 10 năm tầm trong cái này không hỏng các bạn. Đấy các bạn ạ. Wow. Hụp tớ bạn đi hụp đi. Đấy ai bạn. Các bạn ơi, bể bơi này các bạn ạ, tắm nó đã các bạn ạ. Đấy, nó không được rộng lắm nhưng mà nó thoải mái các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, bạn Nguyên thì thích chưa? Xanh như trong xanh nước biển. Các bạn ạ, chưa bao giờ mình tắm cái bể bơi nào mà nó độc và lạ như này các bạn nhá. Đấy, đây bể bơi bằng lốp ô tô các bạn thấy chưa? Nó khác biển các bạn ạ, nó đẳng cấp. Đấy. Thích lắm các bạn ạ.
Thì Nguyên ơi, hả? Kẻ tắm như này mãi không chán. Như giờ tôi tưởng là có gì ăn cơ mà. Rồi, thì các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ đi làm bữa tiệc xúc xích nhiều hình dạng các bạn nha. Đấy, đa hình dạng luôn. Nguyên ở đây tắm đi nhá, để tớ đi làm một khay xúc xích nhiều hình dạng. Ok. Các bạn ơi, mình hùm tí các bạn ạ. Bạn thức ra cái mình rộng rãi ngay các bạn ạ. Giờ mình hùm một lúc nhá. Người mình to quá nên không đào được chân các bạn ạ. Ông Nguyên ơi! Ôi, đây ông Nguyên ơi! Bữa tiệc xúc xích đá bài. Ủa, đang đói. Đấy, các bạn ơi, xúc xích lè, các bạn nhìn nè. Đấy. Ui, sao bạn làm được nhiều hình dạng thế bạn? Đấy, tớ đẳng cấp. Đây, bạn lấy bạch tuộc này, các loại luôn. Đấy, đây này, hình kiểu viên đạn này các bạn nhìn này. Đẹp thật. Đây là hình con bạch tuộc kiểu ngôi sao. Đây là hình mũi khoan này các bạn này. Đấy, wow. Đấy. Ủa, bạn Nguyên này. Cái hình gì đấy? Tớ hình đấy hình gì? Tớ nhìn lạ lắm bạn ạ. Cái này bạn như bạn khắc đúng không? Rồi, thôi các bạn ơi, hình gì hình nhưng mà vẫn cho mồm hết các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, tắm bể bơi là phải có gì ăn để trải nghiệm mà. Nói chung là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy. Đây tớ ăn cái này trước nha. Đấy. Đây mình sẽ ăn cái này các bạn nhá. Xúc xích hình viên đạn này các bạn này. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình ướt vào cho nó ngon. Wow. Wow. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn thưởng thức xúc xích mình nhá. Tắm bể bơi này phải có cái gì ăn cho nó đã bạn nhá. Đang đói. Ngon ạ. Nhá. Ngon thật. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Phải xúc xích nhiều ra. Đấy, bể bơi này tắm thích lắm các bạn nhá. Ngon lắm đấy. Hôm nay thế là mình vừa được tắm vừa được ăn các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn đã từng tắm bể bơi bằng lốp ô tô rồi chưa? Các bạn hãy comment dưới video này nhá và cho mình thấy cảm nhận của nó như thế nào. Đây mình làm cái nữa các bạn nhá. Đây cái này không biết là cái gì luôn các đấy, bạn ạ. Cho tí nước ớt vào bạn nhá. Ngoan bạn Nguyên. Ngon à. Quá ngon đấy bạn ạ. Bạn giữ lại từ quậy phát. Quậy bạn quậy đi. Quậy xèo bấm nó lên. Quậy bên đằng kia nhỉ. Chắn các bạn ạ. Mình muốn quỳnh dâng cao lên, không phải không phải quẩn ơ hết xúc xích các bạn ạ. Nói chung là bẻ bơi này được các bạn ơi, có bê lên làm gì ấy? Anh quẩy, bạn quẩy lên ơ hết xúc xích. Thôi ăn đi bạn ơi. Đấy, sau rồi bỏ ra, sau rồi bọn mình tắm tiếp các bạn nhá. Đấy các bạn này. Đấy, cũng xúc xích các bạn nhìn hình dạng của nó các bạn nhìn này. Hình gì có luôn. Hình có bạch tuộc các bạn nhỉ. Đây hình còn hình này là hình gì? Hình đấy là hình ông kiểu là kiểu súp lơ ấy. À, theo bạn sang đây. Đấy đẩy tí à, nước vào tay bạn Nguyên ạ. Đấy. Đã thật các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ xúc xích ra để tắm các bạn nhá. Chứ ăn mãi thì cũng lo mất. Tí là ăn tiếp bạn Nguyên ạ. Tí về từ xin một nửa nhá các bạn nhá. Được. Đấy. Bạn cắt hẳn cái lốp ô tô là trước cứ làm bẻ cá ra làm cái bẻ bơi các bạn ạ. Tớ thất đạp như bạn nhưng người tớ người dài. Đã lắm các bạn ơi. Đấy. Bẻ bơi vào lô ô tô này chất các bạn ạ. Đạp chân này mát. Mát quá. Wow. Ui. Đã bạn ơi.
sóng nó đập vào cái thành này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Nước đang bơi các bạn ạ. Bấm như này. Lại về đi ở khách sẽ chạy ăn đi. Tớ lại làm cái này đi. Ê chờ tớ vô tớ cho mà. Lại tớ bắt các bạn này. Không biết ai làm đây. Tăng thấp các bạn là bảo ai làm. Anh bảo tớ làm ấy. Đúng không các bạn ạ? Đã lắm các bạn. Đã rồi các bạn. Vừa được ăn vừa được tắm nữa. Ngon thật. Thì các bạn ơi, chắc chắn clip của mình dừng lại tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ chia sẻ ủng hộ cho mình để kênh mình đạt được 1 triệu người đăng ký các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.